Thưa quý vị, miền Bắc đã bước sang ngày nắng nóng thứ hai của đợt nóng mới. Tuy nhiên thì sang đến ngày mai, vùng thấp nóng mới có xu hướng phát triển và mở rộng hơn về phía nước ta, nên vùng nóng ở Bắc Bộ sẽ mở rộng hơn nữa lên tới cả khu vực vùng núi. Như vậy là trong ngày mai, hầu khắp Bắc Bộ đều xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao từ 35 tới 37 độ. Đặc biệt riêng Hòa Bình và Hà Nội nhiệt độ cao xấp xỉ 38 độ, trời nắng nóng gay gắt. Chỉ riêng một số tỉnh như là Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai hay là tại các tỉnh ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng là chưa xảy ra nắng nóng, với ngưỡng nhiệt cao nhất cho ngày mai dao động trong khoảng 33 tới 34 độ. Dự báo về sau ngày 21 tháng 6, nắng nóng ở miền Bắc mới có thể kết thúc. Trong khi miền Bắc mới là ngày nắng nóng thứ hai, thì ở miền Trung nắng nóng đã kéo dài suốt từ đầu tháng 6 tới giờ. Và ngày mai với quá trình mở rộng hơn của hoàn lưu vùng thấp phía Tây, cường độ nóng ở miền Trung còn có xu hướng gia tăng hơn nữa. Trong ngày mai, toàn bộ vùng từ Khánh Hòa trở ra tới Thanh Hóa đều xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao từ 36 tới 38 độ. Thậm chí là tại các điểm Tĩnh Gia, Tương Dương, Con Cuông, Hương Khê hay là Tuyên Hóa, nhiệt độ cao tới từ 39 đến 40 độ, nắng nóng ở mức đặc biệt gay gắt. Và dự báo tình trạng nắng nóng ở các tỉnh miền Trung sẽ còn kéo dài đến hết ngày 23 tháng 6. Tại các tỉnh thành phía Nam cũng đang trong giai đoạn ít mưa, nắng nhiều. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay hầu như không nơi nào còn mưa, ngày chủ nhật trời cũng có nắng sớm. Nền nhiệt ngày mai ở Tây Nguyên cao từ 32 tới 34 độ, còn ở khu vực Nam Bộ từ 33 cho tới 35 độ, nóng vẫn xảy ra tại các tỉnh miền Đông. Trong chiều và tối mai ở khu vực phía Nam của Tây Nguyên và các tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ sẽ có mưa ở mức rải rác. Trên biển ở khu vực vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió nam đến tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 giờ cấp 7, sóng biển cao từ 2m25 tới 2m75 khiến cho biển động. Tại khu vực huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa vẫn duy trì tình trạng thời tiết tốt, gió ở mức cấp 4 cấp 5, mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km.